Rất vui được gặp lại quý khán thính giả của Hố Sành Kiến Thức. Thưa các bạn, trong những ngày này, hẳn sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành chính khách quốc tế đầu tiên có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản nước này đang rất được quan tâm. Điều đó phần nào nói lên vị thế của Việt Nam cũng như mối quan hệ đặc biệt của hai nước Việt-Trung. Tuy nhiên, một câu nói quen thuộc, muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh, và Biển Đông vẫn là nơi tiềm ẩn những nguy cơ xung đột. Do đó, hiện đại hóa và trang bị vũ khí khí tài cho Hải quân luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Điều này cũng lý giải vì sao, ngay sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, Việt Nam đã ngỏ ý muốn mua lại P-3C Orion của Nhật. Tuy nhiên, từ đó tới nay, P-3C Orion vẫn là một câu chuyện dài bởi một lý do khác từ phía Nhật. Vậy đó là lý do gì? Tại sao Việt Nam ưu tiên mua P-3C Orion? Cùng Hố Sành Kiến Thức tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, ngay từ đầu năm 2016, theo tờ Nikkei Asian, thì một lãnh đạo của Hải quân Việt Nam đã ngỏ ý với phía Nhật về việc được mua máy bay tuần biển và săn ngầm P-3C Orion của Nhật. Khi đó, năng lực và tàu ngầm, chống ngầm của Việt Nam còn hạn chế, khi chỉ có 6 lớp tàu ngầm Kilo mua từ Nga, so với Trung Quốc có đến ít nhất 70 chiếc. Việc có thêm một phi đội máy bay tuần tra biển sẽ giúp củng cố và tăng khả năng chống ngầm của Việt Nam. Việt Nam dự kiến đề nghị Lockheed Martin báo giá và thông tin cho đơn hàng khoảng 4 đến 6 máy bay tuần biển P-3 Orion. Tuy nhiên, câu chuyện bị bỏ ngỏ ở đó. Lý giải cho sự bỏ ngỏ vào thời điểm đó được hiểu rất có thể đó là thời điểm nhạy cảm, bởi Mỹ cũng chỉ mới chính thức bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, hai máy bay săn ngầm P-3C Orion của Nhật Bản mang số hiệu 5036 và 5070 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Những tưởng hai bên đã đạt được thỏa thuận mua bán. Tuy nhiên, phía Nhật Bản thông báo, mục đích chuyến thăm là nhằm triển khai hoạt động huấn luyện cũng như tăng thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước. Từ tháng 9 năm 2021, Việt Nam là nước đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishinobuo đến thăm sau khi nhậm chức. Hai bên đạt nhiều thỏa thuận về hợp tác vũ khí. Thậm chí hai nước ký kết thỏa thuận chuyển giao trang bị, công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất trí hợp tác trong lĩnh vực quân y và an ninh mạng, hợp tác đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, chương trình hợp tác trong cơ chế hợp tác đa phương, khu vực, đặc biệt là ARF, ADMM+. Tuy nhiên, câu chuyện về P-3C Orion vẫn chưa có bước tiến đột phá. Điều này khiến giới quan sát đặt câu hỏi nghi vấn, liệu hai bên có khúc mắc gì trong thỏa thuận chuyển giao P-3C Orion chăng? Hay phía Nhật còn lấn cấn gì trong thương vụ mua bán này? Thực tế, để có thể trả lời tròn vành rõ nghĩa, câu hỏi này không dễ. Nhưng theo thông tin mà Hố Sành tiếp nhận được, thì ra là như thế này. Phía Nhật muốn bán cho Việt Nam không phải là P-3C Orion, mà thay vào đó là phiên bản hoàn hảo hơn của P-3C, đó là P-1, loại máy bay săn ngầm hiện đại nhất của Nhật lúc này. Có thể khẳng định điều này bởi Nhật không che giấu tham vọng đẩy mạnh bán P-1 sang thị trường Đông Nam Á. Từ năm 2017, Nhật đã tích cực chào hàng P-1. Năm 2018, Nhật đã nỗ lực thương thảo bán P-1 cho Anh và New Zealand nhưng không thành công. Và Đông Nam Á tiếp tục là một trong những thị trường mà Nhật Bản kèm P-1 hướng tới. Thậm chí, để có thể bán P-1 cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, theo phía Nhật Bản, chấp thuận tạo điều kiện cho mọi khách hàng mua theo hình thức ODA, một hình thức cho vay rất nổi tiếng từ Nhật Bản dành cho các quốc gia đang phát triển. Việc này tạo điều kiện lớn cho quốc gia có ngân sách quốc phòng eo hẹp ở Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia. Chắc chắn đến đây, bạn sẽ tò mò, tại sao Nhật muốn bán P-1 mà không phải là P-3C Orion? Và tại sao Việt Nam lại muốn mua P-3C Orion? Trước hết, như chúng ta đều biết, trên thế giới hiện tại chỉ có Kawasaki P-1 của Nhật và P-8 Poseidon của Mỹ là hai loại máy bay trinh sát ngầm tốt nhất thế giới. P-1 do công ty hàng không vũ trụ Kawasaki phát triển từ đầu những năm 2000 nhằm thay thế dòng máy bay P-3C Orion trong nhiệm vụ tuần tra biển và săn ngầm. Máy bay có chiều dài 38m, sải cánh 35,4m, cao 12,1m, trọng lượng cất cánh tối đa 79,7 tấn. Máy bay trang bị 4 động cơ turbofan F7 cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa 996 km/h, tốc độ hành trình 833 km/h,
tầm bay cực đại 8.000 km, bán kính chiến đấu 2.500 km. P-1 sở hữu hệ thống điện tử hàng không hiện đại gồm radar mạng pha chủ động Toshiba, sonar định vị NEC, hệ thống chỉ huy tác chiến chống ngầm của Shinko Electric, hệ thống đối phó điện tử của Mitsubishi. Về vũ khí, P-1 có tải trọng lên tới 9 tấn bom đạn, triển khai trên 16 điểm treo, gồm 8 điểm treo trên cánh cùng 8 điểm treo trong khoang bom. Với tải trọng cực lớn, P-1 có thể thoải mái triển khai kết hợp với lửa, ngư lôi, phao thủy âm, bom chìm chống ngầm, phục vụ tác chiến với mọi loại mục tiêu. Trong vai trò chống ngầm, P-1 có khả năng mang ngư lôi 324mm, MK-46 hoặc Thai 97 và thủy lôi bom chìm. Với tất cả tính năng thì P-1 có thể nói là loại máy bay săn ngầm hiện đại nhất thế giới. Hơn nữa, P-1 là máy bay tuần tra săn ngầm phản lực được bắt đầu tự chủ nghiên cứu phát triển từ con số 0 và thiết kế chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới hiện nay, trừ máy bay hải quân. Hiện nay, tất cả máy bay tuần tra của các nước trên thế giới đều là phiên bản cải tiến của một loại máy bay công dụng khác, thường là máy bay vận tải hoặc máy bay chở khách. Vì thế, P-1 là niềm tự hào của quốc phòng Nhật Bản. Cũng chính vì điều này mà Nhật muốn bán P-1 cho Việt Nam, chứ không phải là loại P-3C Orion mà Nhật đã cho nghỉ hưu. Nói rõ hơn về điều này có nghĩa là với Nhật, tăng cường xuất khẩu vũ khí không chỉ kiếm tiền. Việc Nhật Bản dự kiến nới lỏng các quy định để xuất khẩu chiến đấu cơ, tên lửa cho các nước khác không chỉ nhằm kinh doanh mà còn ẩn chứa cho các mục tiêu về an ninh khu vực. Theo đó, việc xuất khẩu vũ khí được Nhật Bản đặt song hành chiến lược an ninh quốc gia mới của nước này nhằm ứng phó các thách thức nổi lên trong khu vực. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2022, tờ Nikkei Asia dẫn nguồn tin thân cận cho hay chính phủ Nhật Bản sắp thông qua kế hoạch cho phép xuất khẩu chiến đấu cơ, tên lửa và một số loại vũ khí sát thương cho 12 quốc gia bao gồm Úc, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý và 5 quốc gia về xuất khẩu vũ khí dự kiến được chốt lại vào tháng 6 tới và bắt đầu được áp dụng từ tháng 3 năm 2023. Trả lời Thanh Niên ngày 28 tháng 5, Phó giáo sư Spurgeon Robert Nagy, Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật cho rằng, việc Nhật thông qua vấn đề bán vũ khí sát thương cho nước khác cũng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của cả bên mua lẫn bên bán. Vũ khí được chuyển giao cho các đối tác đáng tin cậy, tạo ra một mạng lưới các quốc gia có vũ khí, tiêu chuẩn và thách thức an ninh tương tự. Qua đó, Nhật Bản với tư cách là bên bán cũng có cơ hội thắt chặt chính phủ với các mối quan hệ của chính phủ, củng cố mối quan hệ ngoại giao của Nhật Bản với bên mua. Cũng theo Nikkei Asia, kế hoạch thông qua việc cho phép xuất khẩu vũ khí được Nhật Bản đặt song hành chiến lược an ninh quốc gia mới của nước này nhằm ứng phó các thách thức nổi lên trong khu vực. Cụ thể hơn là Nhật Bản sẽ hướng đến cung cấp vũ khí cho các đối tác đã có thỏa thuận an ninh để tăng cường phối hợp cân bằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Trong tương lai, việc Nhật cung cấp vũ khí và hỗ trợ huấn luyện sẽ giúp các quốc gia đang gặp thách thức về an ninh củng cố năng lực để lùi tham vọng của các cường quốc đang muốn thay đổi trật tự, luật lệ quốc tế ở Biển Đông hoặc những nơi khác. Mà nhắc đến Trung Quốc thì hẳn Việt Nam và Nhật Bản có khá nhiều điểm chung khi đều có tranh chấp vùng biển ở nước này. Để phối hợp cân bằng chiến lược thì Nhật muốn Việt Nam có vũ khí tương ứng với Nhật. Đó là lý do Nhật muốn Việt Nam mua P-1 chứ không phải P-3C đã nghỉ hưu. Còn tại sao Việt Nam lại lựa chọn mua P-3C Orion thì hẳn câu chuyện lớn nhất ở đây vẫn là tài chính. Điều này cũng lý giải vì sao Việt Nam muốn mua P-3C Orion đã qua sử dụng của Nhật chứ không phải P-3C Orion mới của Mỹ. Rõ ràng, mua những vũ khí đã loại biên của siêu cường nhưng vẫn còn sử dụng tốt là một trong những ưu tiên của quốc phòng Việt Nam. Mua P-3C Orion của Nhật sẽ tiết kiệm tiền hơn so với việc mua P-1, bởi sơ sơ thì giá của P-1 không hề rẻ. Nó có giá gần 20 tỷ yên, tương đương khoảng 208 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng gấp hơn 3 lần so với một chiếc P-3C Orion. Sức mạnh của P-3C Orion thì Hố Xanh cũng đã có bài viết nói về quái vật săn ngầm này. Với tải trọng lên tới 9 tấn, P-3C Orion có thể mang tới hàng chục quả, thực hiện các phi vụ ném bom dài thảm với sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt, P-3C Orion có thể mang các tên lửa tấn công mặt đất như AGM-65 Maverick hay AGM-84 Slam Air. Nó là nỗi khiếp sợ cho tàu ngầm của các nước khác. Với sức mạnh đó, dù đã qua sử dụng,
P3C vẫn đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Việt Nam. Hơn nữa, khi mua máy bay P3C, việc trang bị vũ khí sẽ thuận lợi với Việt Nam hơn bởi Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam trang bị cho P3C. Việt Nam còn có thể nâng cao kỹ năng qua các cuộc thao diễn chung với phía Nhật. Trước đó, P3C của Nhật Bản cũng thường bay đến thăm Đà Nẵng. Vào năm 2016 này, hai bên còn tổ chức diễn tập chung về tìm kiếm và cứu hộ bằng P3C, nên phía Việt Nam sẽ có thêm kinh nghiệm huấn luyện và sử dụng với máy bay P3C hơn vũ khí khác. Vâng, thưa các bạn, hóa ra lý do là như vậy. Hy vọng trong thời gian tới đây thì Việt Nam và Nhật sẽ sớm đạt được những bước tiến mới để Việt Nam có thể sở hữu siêu phẩm tốt nhất của Nhật về máy bay sát ngầm cũng như kinh nghiệm của Nhật trong quá trình phòng vệ bờ biển, góp phần giúp Biển Đông lặng sóng. Video của Hố Xanh xin dừng lại tại đây. Đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng mình nhé! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!